Nhìn cái miếng thạch nó lúng na lúng lính này mọi người. Mời các bạn nha. Hai các bạn nha, hôm nay ấy, thì mình sẽ trải nghiệm cái đặc sản của Cao Bằng, đó chính là thạch đen Cao Bằng nha mọi người. Cái hộp thạch đen này thì có trọng lượng là 1 kg và mình mua với giá là 35k. Bây giờ hãy cùng mình bóc ra và trải nghiệm thử nha. Mời các bạn nha. Ủa, ăn nó kiểu dai dai ấy, kiểu sừng sượt đấy mọi người. Xong là nó có cái mùi thơm giống như kiểu là cái chè đỗ đen của mình hay uống ấy mọi người ạ. Ăn rất là hay nha. Nhìn cái miếng thạch nó núng na núng lính này mọi người. Ok các bạn nha, như vậy là mình vừa trải nghiệm xong cái thạch đen Cao Bằng. Mình thấy là cái mùi vị của nó ấy giống như kiểu là cái chè đỗ đen. Còn khi mà mình ăn ấy thì nó dẻo dẻo mềm mềm giống như kiểu là mình pha cái bột sắn dây đặc ấy mọi người. Ăn nó rất là dẻo nha, nhưng mà khi mà ăn vào ấy thì cảm giác nó hơi sừng sực một chút. Và cái mùi vị của nó thì cũng khá là thơm nha. Và mình nghĩ mùa hè mà ăn cái này ấy thì rất là mát nha. Mọi người mua để trải nghiệm thử nha.